Xin chào các bác, xin chào các bác. Đây là con kính cơn mạ vàng thập niên 1970. Còn rất là mới, rất là đẹp nhá. Nguyên zin toàn bộ này, độ mới là trên 90% này. Ở gầm cầu giữa ấy, bao giờ cũng là chữ AO này. Hai càng thì nó có chữ 5/2. 5/2 này, AmericanOptical này. Chuôi ve nguyên zin này. Thế là càng phải là tiếp sau là càng trái này. Mọi thông tin chi tiết về kính em sẽ ghi dưới bên video kèm theo số điện thoại Zalo, giá cả rất là rõ ràng. Kính còn rất là mới, rất là đẹp này. Mạ vàng nhé, kính mạ vàng thập sản xuất thập niên 1970.